Dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhanh hơn xu hướng chuyển đổi số ở doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp thích ứng tối ưu hóa với hoạt động. Với ngành bất động sản, quá trình này còn diễn ra chậm, vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp. Đây là nhận định được đưa ra tại Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021 đang diễn ra tại Hà Nội. Làm nghề môi giới bất động sản 3 năm qua với anh Danh, sổ bút, điện thoại, máy tính là những vật dụng không thể thiếu trong lưu thông tin, kết nối khách hàng. Tuy nhiên, từ ngày anh tìm ra ứng dụng kết nối khách hàng điện tử, công việc của anh đã nhẹ nhàng hơn. Cái lượng khách hàng mà mình có hàng trăm nghìn người thì khá là khó khăn cho mình, bởi vì nhận biết một cái khách hàng nó cực kỳ khó khăn. Nhưng khi có MCM thì mình có thể lưu được khách hàng ở trên đó và mình biết thông tin của họ. Đặc biệt hơn hết là khi dùng MCM thì cái quản lý và báo cáo cho cuối tháng nó rất là dễ dàng. Thì cái lượng giảm tải cái công việc cho mình về cả thời gian, về công sức và kể cả nói về tài chính nữa thì nó giảm đến 70-80% so với trước đây mình làm theo cách truyền thống. MCRM chỉ là một trong nhiều ứng dụng hữu ích cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số được mang đến trưng bày tại Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021, diễn ra trong vòng 5 ngày từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12. Chuỗi sự kiện đã thu hút 80 diễn giả là các lãnh đạo, chuyên gia trong ngành cùng hơn 8.000 đại biểu chia sẻ, bàn thảo tại 11 phiên thảo luận chuyên đề. Thì đến với diễn đàn, chúng tôi đem tới một cái sản phẩm, nó không phải là một sản phẩm riêng lẻ mà là một hệ sinh thái khép kín giải quyết tất cả các vấn đề của người dùng trong cái thị trường bất động sản từ bên cung tới bên cầu. Hệ sinh thái của chúng tôi có gồm 26 sản phẩm, mỗi sản phẩm sẽ là một 10 cái điểm chạm của đối tượng tại cái những cái bài toán mà họ gặp phải, ví dụ như là bài toán về tìm kiếm bất động sản hay là bài toán về quản lý khách hàng, quản trị khách hàng, chăm sóc khách hàng. Các chuyên gia cho rằng do bất động sản là hàng hóa đặc biệt, dịch chuyển chậm và giao dịch phức tạp, dữ liệu thông tin nhiều, khối lượng lớn nên chuyển đổi số trong bất động sản còn tương đối chậm. Tuy nhiên, đây lại là thị trường có nhu cầu lớn bởi cả cơ quan quản lý nhà nước lẫn doanh nghiệp đều mong muốn đẩy nhanh tiến trình này. Quản lý bằng công nghệ thì chúng tôi cho rằng nó sẽ giảm bớt rất nhiều những cái sự phức tạp và để thực hiện việc mà chính phủ mong muốn trong cái quản lý thu thập cũng như là đánh giá được cái tình hình thị trường bất động sản bằng công nghệ 4.0 thì chắc chắn nó sẽ rất hiệu quả. Đối với ngành bất động sản thì những cái vấn đề của nó diễn ra hàng trăm năm nay dưới cái hình thức của truyền thống. Ở Việt Nam đang có một cái cơ hội rất lớn bởi chúng tôi nhìn thấu rõ được cái thị trường này và chúng tôi lại có nguồn lực về con người, về công nghệ để giải những cái bài toán mà liên quan đến cả một cái hành trình dài trong cái chuỗi giá trị này. Vấn đề là nhận thức chuyển đổi số như thế nào, mỗi doanh nghiệp trong ngành phải có chiến lược, kế hoạch cụ thể và quyết tâm thực hiện, lựa chọn giải pháp phù hợp và chọn đối tác chuyển đổi số tin cậy để quá trình này diễn ra thành công.